Và ngay bây giờ hãy cùng xem màn lột xác của cô gái này như thế nào ngay trên sân khấu tỏa sáng ngày hôm nay. Xin mời Nguyễn Thị Huê. Gần đây với chúng tôi hơn nào để có thể trò chuyện và để có thể ngắm bạn. Trời ơi, không thể tin vào mắt mình luôn. Em chào bác sĩ, em chào anh chị ạ. Đây. Chị Phương ơi, chị phải quay xuống cái ảnh kia. Đấy, cái ảnh này này chị này. Đấy, xong rồi chị lại quay lên trên này. Xong rồi chị lại dụi mắt một cái nữa, chị vẫn nhìn thấy hai hình ảnh đấy. Ảnh dưới này và người ở trên này. Thật sự là không thể tin được, đẹp hơn cả cái hôm mà hôm nọ ban giám khảo gặp gỡ nữa. Thần thái cũng đẹp, tóc tai cũng đẹp, nói chung là hôm nay em hoàn hảo đấy. Em cảm ơn chị. Anh Hoàng lại gần ông, anh lại gần đi đấy, mất công anh cứ dụi mắt mãi. Thật ba. Bởi vì cái mặt này nó lại hợp với thân hình nữa, nhỏ nhắn, lại cái tóc cũng đẹp nữa. Cười cho anh coi nào. Ôi, cái răng này vẫn là răng thật mà. Răng thật mà. Đúng không? Cái điều kỳ diệu là cái răng này vẫn là răng thật. Và mình nhìn vào cái răng kia thì cảm giác là không thể nào sửa được nữa. Thế lạ, vấn đề là cái răng đưa vào được đúng không? Đừng quên bấm like và đăng ký kênh để cập nhật những video mới nhất từ chúng tôi.